Mọi người cứ mặc kệ tôi đi. Thôi mà. Trang ơi, mở cửa đi. Trang ơi, mở cửa đi mà. Mọi người hãy về đi. Trang ơi, mở cửa đi mà. Ê chị có con ong. Chị, có con ong ở trong. Em rất là bởi vì em lăn lộn với cuộc đời quá nhiều. Cuộc đời nó làm em trầy da tróc dẫy. Có chị, những cái chỗ mà quần không rách thì da nó rách. Những cái chỗ nào quần rách thì da nó không rách. Nó sẽ bù trừ cho nhau như vậy đó. Rùng ra với Diên. Thôi còn cơn. Mạnh lên. Trời tối rồi. Trời nắng chang chang. Sao trời tối rồi mà vẫn còn nắng quá vậy ta? Mà thôi kệ trời đi, con phải đi ngủ đây. Đừng quay nữa. Thực sự là hiếm khi nào mà mình có một cái gì mà mình được yên tĩnh, mình ngồi giữa cái khu vườn đó nên thơ mà trên đầu mình chỉ toàn là sầu riêng như thế này. Không phải lúc nào là mình có thể mà ngồi được một nơi mà mình cảm thấy mình áp lực, không biết là khi nào sầu riêng nó sẽ rơi trúng đầu mình. Không phải lúc nào cũng sẽ có được cái gì đó, cho nên là chôm chôm sầu riêng mà chôm chôm cũng có thể rớt đầu mình được mà. Thì mình phải tận hưởng, kiểu như mình enjoy cái moment này á. Mình phải yên tĩnh và mình chiêm nghiệm cuộc sống nhiều hơn, mình phải sống chậm lại. Thì sau đây mình xin phép mình sẽ chắc là cô sẽ nói chuyện chậm lại. Vì mình sống chậm lại mà mình nói nhanh quá thì nó cũng kỳ á. Ủa alo, không cần quần chúng à, không cần ít tra à. Ý thức hơi kém nhưng mà thôi, thì bây giờ mình cũng đang tịnh tâm cho nên là mình cũng sẽ cho qua chứ mình không có để trong lòng. Không, cái này hơi nhanh chị, chậm xí. Đang quay à, đang quay à. Hỏi tâm quá trời.
chỉ có sầu riêng thôi. Thì hôm nay mình ngồi đây với cái tư thế ngồi này chỉ có thiếu một bộ bài trước mặt thôi. Bài rồi, bài lấy bài, lấy bài, lấy bài. Lấy có một cục nữa không? Lấy gì, lấy gì? Lấy bài. Bài à? Buồn em rất là bởi vì em lăn lộn ngoài cuộc đời quá nhiều. Cuộc đời nó làm em trầy da tróc dẫy. Không có buồn rách mà da không bị tróc đâu. Có chị. Những cái chỗ mà quần không rách thì da nó rách. Những cái chỗ nào quần rách thì da nó không rách. Nó sẽ bù trừ cho nhau như vậy đó. Cuộc đời nó đã làm em ra như thế này. Nhưng mà lòng em không rách, lòng em vẫn chung thủy. Dạ không ạ, à, lòng em cũng rách ạ. À. Lòng nó rách thôi, biết chị biết rồi. Nhìn em mà chị biết em là nguyện kiếp sau thân ta là ở đây không có sen ạ. À. Đúng rồi, đâu có thấy đâu. Con chả có liền. Ủa alo. Ủa alo, cái gì vậy? Alo, cái gì vậy? Ủa alo. Ủa alo. Đang lắng nghe vũ trụ. Ủa alo. Mọi người để tôi tìm tiền trong mà. Ủa alo. Là... mọi người cứ mặc kệ tôi đi. Thôi mà Trang ơi, mở cửa đi. Trang ơi, mở cửa đi mà. Mọi người hãy về đi. Trang ơi, mở cửa đi mà. Ủa, chào. Ủa, vui không? Vui không? Không có vui xíu nào luôn á. Ê, chị có con ong. Chị, có con ong ở trong. Ở ngoài, ở ngoài. Ở ngoài. Ở ngoài. Ở trong. Dạ. 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 Nó ở trong cái bài gì? Nó thích chị á. Con ông này thì nó nào nào. Đi đâu đi đâu. Trong ngày trong giây ông mặt trời mới ở trên chai sầu riêng em đã thấy chị bay. Nó sầu cắm vào quá rồi. Sao nó mạnh lắm á. Ôi là trời. Cái chàng à. Giống chàng à. Quá trò cà phía à. Hai mà đi cắt một tí nào. Trời. Ủa, anh đi nha. Sao? Còn khóc nữa hả? Gì buồn với trời.